Tôi có một mình hả? Tôi có một mình. Xin phép là hướng dẫn tích hợp thanh toán Momo vào dự án Springboot học trực tuyến này. Thì để chứng anh thì sẽ được copy code từ dự án có sẵn của mình. Tiên xong phần config sẽ tạo ra last net là custom environment để tránh bị trùng với class environment có sẵn của bên Java. Ba nó tư trình chính con thích như lời trình đại tên là mô âm còn chức cơ có đa thực tính thì mình sẽ khai báo và insert lại sau. Có các phương thức khởi tạo đến là tạo một mô endpoint. Không cần annotation nữa. Để nó phát hiện ý cô. Annotation data. Trong cách thức duy trì mình sẽ tạo ra các class encoder quan trọng nhất là request file.
Đây mình sẽ đưa ra mình nhé. Sẽ ra đây là các kiến trúc. Như đây là không tắm này, cả tôi mà đây là không tắm không. Đã đi rồi. Class này sẽ kế thừa là từ class Lucas mà mình vừa biết. Tương tự với tên mình Discord kế thừa từ Discord. Lúc này mình sẽ được dỡ constant class constant. Để sang cách tiếp không cần và thêm một class và làm được rồi. Thế thì các bạn có thể bổ sung trong phần application để nó cấu hình cần thiết mà nó có yêu cầu như là phần thanh toán các key và code. Đối với phần này class phần này các service thanh toán để cho nó có những cái service này mình sẽ tạo một cái object class sự vừa muốn
thiện. Một đó là sử dụng một tài khoản người dùng đối với khóa học của phần consumer. Đây là của user consumer. Đây mình sẽ gọi đến phương thức mà làm được em coi là bài cost. Mình sẽ sử dụng service và có user service này để có phân tích của có user logic sử dụng. Thanh toán Momo sẽ thực hiện trong phân tích của có user này. Tiếp là cho có user service này sẽ nghĩa nó trong có user service như thế này. Chi tiết rồi đây. Mình sẽ phải lấy được người dùng hiện tại bằng việc gọi đến user service để lấy người dùng xung qua user name rồi bắt đầu tạo một hộp user ở đây. Trong hộp user này mình sẽ lấy được giá của hộp đấy, của khóa học đấy. Đây mình có thể lấy info mình chuyển về là tên user name. User URL này là cái URL sau khi thanh toán sẽ trả về. Một URL bạn sẽ biết đấy. Một URL thì không quan trọng. Mình có thể biết URL bất kỳ URL. Quan trọng ở đây là mình sẽ gọi đến hàng query order memo này. Trong process. Và trong process này sẽ thực hiện hàng skill. Và phân tích. Chuyển vào tham số quan trọng nhất là amount mà chúng ta giới thiệu rồi đó là phương quý cách thai đây mình chọn là playlist VTM và mình sẽ link được rồi. Như vậy là xong logic xử lý rồi. Một vài class nhé. Được rồi, chạy thử chương trình. Đây là thông báo giao dịch thành công, như vậy là hướng dẫn xong phần kết hợp thanh toán Momo và dự án Springboard.